Ok, chào các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác đồng quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay cửa hàng em về được một lô loa, phải nói là nó thực sự quá đẹp luôn. Lô loa Folix. Folix nó là một dòng thương hiệu ở công nghệ của Anh Quốc các nhá. Thì ngày hôm nay thì cửa hàng em về được khoảng tầm 10 đô loa bát 30 này. 10 đô loa bát 30 và 10 đô loa bát 25. Thế nhưng mà hiện tại thì thời điểm hiện tại thì cửa hàng em chỉ còn khoảng tầm 5 đôi bát 25 thôi. Chỉ còn 5 đôi này. Đấy, và 5 đôi bát 30. Đấy, còn cái số lượng thì nói chung là chưa về đến nơi thì các bác đặt hàng cũng khá là nhiều rồi. Thì mỗi đôi, mỗi loại nó chỉ còn khoảng tầm 5 đôi thôi các bác nhá. Và đây là cửa hàng em đang kiểm tra này các bác này. Dở hết ra kiểm tra vệ sinh sạch sẽ cho các bác để cho các bác yên tâm sử dụng đấy chứ. Đấy. Rồi đầu video các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây ủng hộ cửa hàng em nút like nhá. Ủng hộ cho em nút like và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em. Em sẽ giới thiệu qua cho các bác cái dòng sản phẩm này ngày hôm nay. Những đôi loa bát 30 và bát 25 của Folix, một dòng công nghệ thương hiệu đến từ Anh Quốc các bác nhá. Nhà máy sản xuất thì đặt tại Trung Quốc. Đấy, nói luôn các bác vậy. Được chưa? Đây. Bát 25 thì là em để trên này, tí em sẽ test cho các bác. Và bát 30 thì ở dưới. Được chưa? Hiện tại em đang cắm đôi bát 30 này. Đấy, cắm thiết bị đôi bát 30 nhá. Đây cho bác xem này. Folix này. Đấy, bát này, đây cái đôi này là bát 25 các bác này. Được chưa? Mã của nó là FX1000. FX1000. Con này đánh ở 8 ohm và công suất của nó dao động max nó 1000 W cơ. Đấy, đánh rất kinh luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy kỹ đây. Design UK này, con này là công nghệ thương hiệu đến từ Anh Quốc các bác nhá. Đấy, đầy đủ mã tem mã vạch luôn, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đây, con 30 thì cũng vậy các bác nhá, 30 này. Được chưa? Lô loa này nó là màu trắng, thế nhưng các bác nếu như các bác nào mà yêu thích cái dòng loa màu trắng này, các bác có thể biết là nếu như bình thường ấy thì cái dòng loa trắng này rất nhiều người sợ rằng là nó bị bẩn đúng không ạ? Thế nhưng mà riêng cái lô loa này em thật bác là có mấy đôi thôi, không có nhiều. Nhưng mà phải nói là quá đẹp luôn. Được chưa? Những cái vết xước xước nhỏ nhỏ ở cái màng lưới này hay là những cái gọi là nhỏ nhỏ góc cạnh như này thì cái chuyện vận chuyển thì không thể tránh được các bác nhá. Vận chuyển thì không thể nào tránh được, nhưng tổng thể thực sự bác là tổng thể nó còn quá đẹp luôn. Đây cho bác xem này. Đấy, rất nhiều bác sợ loa màu trắng là nó xấu, nhưng mà đây loa màu trắng lô này anh em thì quá đẹp luôn. Được chưa? Chiếc nào cũng như chiếc nào. Đấy, đẹp. Quá đẹp luôn chứ không phải đẹp nữa các bác nhá. Đấy, rất ngon lành luôn. Đây cho vào nội thất cho bác xem luôn. Trước hết là đôi bát 30 đây. Full bát 30 thì các bác có thể nhìn thấy. Trước hết em sẽ cho bác xem cái bát đã. Con này là sử dụng côn 76 nhá. Sử dụng côn 76. Và nó sử dụng dòng bát côn hở nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Bát côn hở này. Các bác nhìn chưa? Con này là hàng tất cả là em bao zin cho bác nhá. Zin đẹp luôn nhá. Đây. Tất cả các lỗ hở các bác nhìn thấy côn luôn này. Được chưa? Đấy, côn này. Đấy. Dòng này là dòng côn hở. Đấy, cực đẹp luôn. Gân vải tẩm dầu chống nước. Được chưa? Gân vải chống nước. Rất chất luôn. Bát đây, chét đây. Chét này là chét DE các bác nhá. Chét này chét DE 7 màu luôn này. Chét DE 7 màu. Côn 44 này. Đấy, bát và chét đây. Cho bác xem phân tần luôn. Loa 30, phân tần đây. Thùng thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Phân tần các bác nhìn này. Phân tần này của nó là phân tần 2 tầng các bác nhá. Phân tần 2 tầng luôn đấy. Tức là tầng trên thì chúng ta có thể thấy là cuộn cản này, và ở dưới là có những con trở, còn là những con trở mà đây ở dưới mặt dưới cơ. Cái này thì nó hơi khó nhìn một tí, nhưng mà ở dưới nó có mấy con trở ở dưới nữa cơ. Nó sẽ ăn liền với cả cái đít loa. Đấy, nó sẽ ăn liền với cả cái đít này luôn để tản nhiệt luôn. Cái mạch này của nó là quay như cái trạm đít này để cái mạch tản nhiệt luôn các bác nhá. Rất chất lượng luôn, thực sự các bác là một dòng loa mà về nhà dở ra thì cảm thấy là rất là tuyệt vời. Đấy, ZTE 7 màu các bác này này. Côn 44. Đấy, bát thì côn 76 nhá. Bát cực đẹp luôn. Và báo giá luôn để cho mọi người tham khảo ngày hôm nay. Những đôi loa bát 30 này cửa hàng em cung cấp cho tất cả bác với giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có 7.500.000 một đôi thôi. 7.500.000 một đôi bát 30, được chưa? Bát 30 các nhá, 7.500.000 đôi. Thực sự mức giá này mức giá quá tốt thời điểm hiện tại rồi. Cửa hàng em thì liên tục lên cho các bác những sản phẩm để cho mọi người có thể tham khảo và chơi được. Đúng không ạ? Bác nào chốt cái loa này, chốt loa Folix bát 30 thì có thể nhắn tin nhanh nhá. Liên hệ nhanh cho em chỉ còn vài đôi thôi. 0982838695. 7.500.000 miễn phí ship toàn quốc bác luôn. Và khi mà các bác đặt loa thì vui vẻ đặt cọc giúp em một vài trăm nghìn các bác nhá. Còn đâu thì các bác nhận hàng thanh toán lốt cho em, được chưa? Còn đây. Đây là bát 25 đây. Bát 25 thì con này sử dụng một bát 25 và một tép. Một bát 25 sử dụng côn 63. Đấy, sử dụng côn 63. Tất cả hàng là còn zin hết luôn, được chưa? Zin đẹp luôn các bác nhá. Bát này, bát màng sợi thủy tinh này. Đấy, ngày tháng này, mã đây này, mã của nó này. Đấy, tất cả hàng nguyên zin nhá. Đấy, bông thủy tinh. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đây là chiếc bát này, em sẽ bỏ chiếc bát ra. Đấy, còn đây cho các bác xem. Tép này.
Con này thì sử dụng tép 4414. Đấy, BVC. BVC của Ý các bác nhá. 44 này. Rồi, quá đẹp luôn. Đây, phân tần của chiếc loa Bát 25 này thì nó thiết kế giống như kiểu chiếc loa 30 vừa em cho các bác xem. Bởi vì nó cùng một hãng thôi nhá, nó cùng một hãng thôi. Nó đều là của hãng Phonix đến từ Anh Quốc. Đấy, và được nhà máy sản xuất thì đặt tại Trung Quốc. Còn tất cả linh kiện của nó thì nhập khẩu 100% rồi, rất đẹp rồi, rất chất rồi. Hàng tất cả zin đẹp các bác nhá. Và còn 5 đôi Bát 25 này, cửa hàng em sẽ bán rẻ cho tất cả mọi người. Giá chỉ có 5 triệu đồng bao ship nhá. 5 triệu đồng bao ship toàn quốc các bác luôn. Được chưa? Đôi loa Bát 25 này, 5 triệu đồng bao ship toàn quốc các bác luôn. Thực sự đây mức giá cực kỳ ưu đãi rồi. Đúng không? Đấy, riêng một đôi loa Bát 25 này đi ship cho các bác nó mất mấy trăm ngàn rồi. Thế thì cái mức giá mà 5 triệu đồng là mức giá cực kỳ hợp lý, bác nào nhanh tay giúp em nhá. Bát 25 giá chỉ có 5 triệu thôi. Đấy, còn Bát 30 thì là giá là 7 triệu 500 nghìn. Đấy, tất cả giá này là giá em bao cho bác là tiền cước vận chuyển rồi. Được chưa? À, rất ngon lành luôn. Và nên nhớ giúp em là đôi nào như đôi nào nhá. Đấy, một chỉ có một vài đôi thôi là nó xước xước nhỏ nhỏ thôi, cái chuyện đấy chuyện bình thường, không tránh được của loa bãi nhá. Đây cho bác xem này. Đây là loa Bát 30 này, khi nhà em tháo ra nhá, phải tháo ra vệ sinh đầy đủ cho các bác, vệ sinh kỹ. Được chưa? Kiểm tra ngon lành cho bắt đầu mới lại lắp vào cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Được chưa? Đấy, quá ngon rồi, thực sự rồi. Một cái mức giá thực sự là rất ưu đãi cho các bác. 7 triệu 500 nghìn một đôi này. Quá êm đúng không ạ? Đấy, các bác vui vẻ bỏ ra 1 2 giây ủng hộ cho gram đút like nhá. Và đây là đôi loa Bát 30 này. 30 là bây giờ sẽ mở bật lên nhạc đây để test cho các bác này. Bát 30 các nhá. Đây. Đấy. Được chưa? Đây là video em quay liền nhá, không cắt ghép nhá, không cắt ghép chỉnh sửa. Video quay liền cho bác luôn. Và bây giờ em sẽ thử test đôi loa Bát 25 cho bác xem. Đôi 25 này thì lời của nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Còn nếu như bác nào muốn chơi độc lập thì chơi đôi 30 là quá ok rồi. Đấy, lời rất tốt luôn. Đây. Lấy từ đôi này lên. Được chưa? Ok. Quá là ok bác nhá. Không đánh súp bác nhá. Đấy. Bát cực sâu luôn, em không đánh súp đâu. Cái cục này là cái cục em để kê cục đẩy lên ấy, kê cục đẩy lên cho nó đẹp thôi các bác nhá. Đấy, Bát 25, Bát 30. Mức giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác ngày hôm nay rồi. Đúng không ạ? Với một đôi loa Bát 25 mà đẹp như này giá chỉ có 5 triệu đồng. 5 triệu đồng các bác nhá. Còn cái đôi loa Bát 30 này thì giá chỉ có 7 triệu 500 nghìn thôi. Đấy, tất cả mức giá em báo cho các bác thì là cửa hàng em đã miễn phí ship rồi cho các bác rồi. Nếu như bác nào mà thực sự có nhu cầu thì vui lòng là liên hệ trực tiếp hoặc là nhắn tin cho em. Chốt loa qua số điện thoại 0982838695 các bác nhé. Được chưa? Rất mong được sự ủng hộ tất cả các bác. Và lưu ý giúp em rằng là cái lô loa này nó màu trắng thật nhưng mà thực sự nó còn quá đẹp luôn. Các bác hết sức yên tâm nhé về hình thức nhé. Đấy. Còn những cái đôi nào mà nó xước xước nhỏ nhỏ thì cái chuyện bình thường đây này. Cái chuyện rất bình thường các bác nhé. Không tránh được. Đấy, rất mong các bác ủng hộ cho em nhé. Rồi xin chào và các bác trong những video sản phẩm tiếp theo nhé. Mọi người nhớ ủng hộ cho em nút like nhé. Ủng hộ cho em nút like và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới giúp em để có nhận sản phẩm và những video tiếp theo các bác nhé. Rồi xin chào các bác trong những video sản phẩm tiếp theo nhé.